Đã thế tao lên play đùa, tao thuê gái. Chơi phí, chơi PUBG. PUBG hay chơi PUBG hay chơi gì nhỉ? Chơi LOL không? Thuê thuê gái chơi LOL được anh em. Học đi em, học đi, không có gì cả đâu. Kệ anh, kệ anh. Tự nhiên tôi đang muốn chơi LOL anh em ạ. Đúng rồi. Tiểu manh Hương Du to. Quá lồn thế. Tên tên tộc mạch thế. Tuần Lộc Nhỏ, Thư Ngọc. Ôi bạn ấy cùng tên này. Quyên Quyên. Ôi tôi muốn không có thích thuê mấy bạn có hình xăm ấy, nhìn sợ. Nhìn kiểu giang hồ ấy, tôi không dám thuê ấy. Bạn nào không có hình xăm ấy, nhìn cho nó lành. Oh my god. Mùa 2 danh kim cương, mùa 3 đang bạch kim. À đây là bên support, ngoài ra mình cũng có thể để AD rank bạch kim bé hơn. Được đấy nhở, cùng tên mình này. 40.000, hời đấy nhở. Giá hời này anh em. Được không, được không? Được nhở, được nhở. Múc thôi, múc. Bạn ơi, bạn có thể đồng hành với mình ở Blendbot không? Đơm luôn, đơm luôn. Múc luôn. Ít mẹ giá lại phải trăng nữa chứ. Hello, hello, hello. Alo. Alo, alo. Tôi rồi nha. Mình vào nhầm phòng. Đúng phòng rồi. Ok nha. Chào cậu. Mình rất chào cậu. Mình rất chào cậu. Ok. Cậu main support đúng không? Cậu gặp đúng người rồi, tớ main AD luôn. Thật ra? Thật luôn. Hồi xưa tớ đánh AD lên thách đấu đấy. Thật. Thật luôn. Mà 3 năm rồi tớ không chơi game cậu ạ. Thế cậu tại sao cậu lại bỏ game? À tại hồi đấy, tại có game mới ra hay quá nên tớ bỏ. PUBG. Thôi đừng có điêu. Thật má, PUBG á. Cậu biết PUBG không? Tớ chơi game đấy còn hay hơn cả đánh LOL nên tớ mới bỏ. Cậu tên là Ngọc đúng không? Tớ cũng tên là Ngọc đấy. Tớ thấy Discord của cậu là Ngọc này. Đúng rồi. Tên là Ngọc mà chả công nhận những người tên Ngọc kiểu toàn chơi hay với lại dễ thương. Đúng rồi. Đúng, hợp lý. Để chứng minh cái câu nói đấy để giờ đánh cho cậu trận này tớ sâu kỹ năng này. Thì ok nha, cậu chơi con gì? Tớ chơi con gì á, tớ cũng không biết. Con gì tớ cũng chơi được á. Cậu đánh con gì? Vẫn là ven à? Ven được. Nó cấm mất rồi. Cấm á? Tùy cậu tự chọn đi. Chứ không được, ven con gì tớ chơi cũng giỏi hết á. Yên tâm. Ông S5 cấm mất rồi. Lucy đi. Lucy à? Ui, đúng tướng thủ luôn. Chốt cậu ơi, khóa okay, luôn. Thế là Lucy à? Thấy hai con này đi với nhau hợp lý đấy. Đúng tướng thủ luôn. Ảo chó, xẹo chó. Gọi là cực mạnh đấy. Uầy, cô em đi bà à? Xong rồi có nhạc. Căng ấy. Ôi ai ấy, ai vào phòng ấy, không phải tớ. Đâu, làm gì có ai vào phòng đâu. Đây, tôi đây. Faker đi rừng. Để put to talk à? Không, tớ ấn nhầm vào nút mút mic ấy. Tớ sửa lại rồi. Đấy cậu thấy không? Con AD nào tổng có thông thạo 7, thấy không? Main AD mà. Nhưng mà cậu chưa có thần hỏa. Thần hỏa là cái gì? Thế là chưa VIP rồi. Chưa VIP á? Nạp tiền có được cái đấy không? Để tớ VIP luôn. Không à? Nó đứng ngọc kìa. Nidalee Faker này. Cái da ra đẩy lính luôn này. Nó ra một mình thôi. Họ lại có người AFK hay sao? À không. À được con bụi. Giật cá mình. Mà nó không thèm cầu máu, nó cứ đi ra thôi. Chắc là tăng quy.
như một nhẫn giả. Này, hay thế nhỉ? Đứng tù, có thách đấu có khác. Ừ, thách đấu. Hồi xưa tớ chơi con Lucian 3 sao này, kinh lắm. Cậu chơi đấu trường dương lý không? Lucian 3 sao đấy. Bây giờ vẫn còn Lucian mà. Thế à? Các bạn lại lên 2 trước rồi. Đang bị bảo lên 2 đơm, lướt lên đơm ừ, bạn luôn. Chắc không lên được trước đâu, nó spam skill vãi trưởng. Con cái da này cần đồ mà. Ê à, chết rồi. Bít lính rồi. Xem mà đẩy nhanh hơn nào. Ui, tình hình không ổn rồi, hình như cậu sắp hết mana đúng không? Cậu bút được một cái đắp nữa đúng không? Chơi đó. Chơi này. Ok nha. Ok luôn. Quá dễ. Anh em thấy tôi à, nhầm. Thấy tớ né W nó. Kinh khủng không? Lấy một sách trụ ông về nhé. Ok. Đẩy luôn đông quá nhỉ. Đi. Đẩy. Đấy. Lấy một sách trụ xong về nhé, xong vẫn đứng farm ạ. Nhưng mà con người ta có lòng tham của bạn có biết không? Lòng tham mà vô đáy. Biết tham thì gì chưa? Tham thì tốt. Tham thì nhiều tiền. Tham thì giàu ạ. Ừ, tham thì giàu. Vô lý thật, rõ ràng mình đứng tít ngoài mà nó bắn mình cho được. Nó bắn tớ mà, những cái con người có sức hút thì nó thường hay bị trụ bắn ấy. Thật. Này. Mình mà không tên Ngọc là mình không bị bắn rồi đấy. Ừ, cũng đúng. Đi. Ui. Tớ không nhìn gì nha, tớ không nhìn gì. Lag. Thằng ơi. Cái sức tớ rồi. Ui. Thằng Lia Ly đâu? Ừ. Lia Ly phóng lao phải gọi là. Cậu hình như pha đấy cả team mình bị lag hay sao ấy. Không, tớ có lag đâu. Tớ skin vẫn trúng mà, Q nó vẫn trúng đều à. Chắc là máy cậu xịn thôi. Ừ. Tớ thấy Lia Ly với lại tớ. Q hụt. Rồng. Rồng đất là được cái gì ấy cậu nhỉ? Tớ chơi từ cái hồi mà mùa rồng ăn được tiền ấy. Nó không được cái gì cả ấy. Không biết không? Alo. Rồng ăn được tiền á? Ừ. Thế rồng đất này ăn được cái gì vậy? Please no! 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 Yeah boy. Ô. Xin nhé. Rồng đất được giáp. Giáp à? Giáp hàng xem. Trời ơi, không có gì nguy hiểm ở đây cả. Cân được. Xin yên máu, xin yên huyết. No, nè. Vào đây bạn ơi. Vào đây bạn ơi. Chơi được ấy. Ờ, hay quá. Mày mấy giây có đắp đi, chơi được. Chưa có. Con Rakan ulti rồi, để giết con Rakan trước. Nó chỉ cần bát nháo thôi, tôi bắt chết nó liền. Làm sao mà chịu nổi đúng không cậu? Ok. Thế này bạn phải gọi tầm 2-3 đứa nữa xuống thì mới chịu được. Con Lee Sin chưa đủ. Đó, gọi 2-3 thì hơi quá, gọi cả team xuống đi. Về. Gọi cả team nó xuống thì lại đối thông hai mộ dưới này. Nhớ nha, đổi thông 2 mộ nha, chứ không phải 5 mộ. Cậu ơi, tớ bị sụt mạng. Không sao, tớ sống rồi. Chạy đi. Má, nó cứ kiệt sức vào mồm tớ. Điên thế nhở? Không sao. Đấy, hồi máu đầy bóng, mình lại đánh tiếp được. Ok. Chán thật, cứ lúc quan trọng thì sụt mạng thôi. Sụt mạng là sao? Mất mạng ấy hả? Là nó, nó bị mất mạng tầm mấy giây á. Con thằng ấy. Lại bị mất ulti rồi, chơi hai luôn.
làm sao mà chết này. Hư. Hư. Đừng dám đứng đấy về, đừng đứng đấy biến về. Thách thức à. Không coi ai là gì cả. Các bạn lại khinh thường mình rồi. Ôi, có vẻ chúng nó sắp kéo đàn kéo cháu xuống cả rồi. Team. Cả lì xin. Tớ khoe thông thạo nó rồi, tớ chạy về. Cho nó cay. Trời ơi. Tao biết rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Thiếu. Ui thiếu ui ơi. Có gì này? Chó. Why are you running? Ui. Why are you running? Điều ước là có thật. Trời ơi. Ui. Cậu ơi, nó câm lặng. Chạy đi, chạy được, chạy được. Rồi mộ cha đã được ở cạnh đi một xuống này, tôi trong hai mộ rồi. Đời xưa thề chịu thôi, pha này chưa có R. Ủa pha này mất hết R rồi. Còn mấy giây, R còn mấy giây nữa. Nó đông, à nó trâu quá à. Nhìn nó máu ừ. Kìa. Câm lặng á, không dùng được gì luôn. Pha đấy mà có R là có khi chạy được ấy. Gì vậy? Đánh láo vậy cứ. Ừ thì mình pro mà. Vãi, đang định bảo là có 3 thằng thiếu 2 thằng nữa, thấy thằng chó gác chạy ra. Chết một pha xong các bạn mà thua luôn. Chán thật. Chả có niềm tin gì cả. Chơi. À. Đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Nó chết rồi. Ngay đây. 3 thằng đi xin. Dám dọa tao mày. Ui, làm sao mà quy chúng được. Sao phải làm sao mà get red của tôi được. Cái này mà đi rừng không bao giờ mất rồng đúng không? Cả đời tớ trong cái sự nghiệp đánh lơ lờ tớ chưa bao giờ trừng phạt con gì luôn. Con gì xịt luôn cậu ạ. Chỉ có cái là tớ không trừng phạt xong bị cướp thôi. Còn đã trừng phạt là chuẩn đúng không? Đã trừng phạt là lúc nào cũng trúng. Ok nhá. Sao mà trượt được cái skin đấy? Đúng rồi. Ui. Thôi. Ôi, mẹ sao mình lại bắn trụ nhỉ? Chả hiểu sao đi đá con Nami về ạ. Ác thật. Đá AD thì không đá, chán. Trả giá liền, thua liền. Nhau như lắm. Thôi. Xin lỗi. Ngoạn phát chết luôn á. Ok. Xem bao nhiêu nào. 8 stack. Thiếu một chút ạ. 1225 trừ đi 1135 thì sẽ là mình sẽ tốn bao nhiêu giây ta? 90 giây à? Chúng ta sẽ đợi được. Wow. Hơi lâu. Thôi anh em từ từ. Từ từ anh em ơi. 59 vàng. 59 vàng anh chờ đến bao giờ? Nhanh ấy mà. Nhanh mà. Như hơi lâu cậu ạ. Nhanh ý mà. Đây này, sắp đủ rồi, 5 vàng nữa thôi. Đủ rồi. Ok, go. Chiến. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào mà nó lại chờ 60 vàng cả. Thì mình, đôi khi mình kiểu mình đánh căng thẳng quá, mình phải nghỉ ngơi chút chứ cậu. Ê. Tâm lý nó phải thoải mái. Cái gì ấy, tele cái gì ấy? Ăn rồng ấy hả? Tele một cái chỉ để ăn rồng. Mà sao không tele ở đấy? Khó hiểu. Bạn thích tele ở đấy. Xong bạn chết luôn rồi cậu ạ. Đấy, bạn vẫn sống. Ơ, có đồng đội mà sao mình phải chạy nhỉ? Uầy. Sao mình phải chạy nhỉ? Đấy, đứa nào bảo thua. Chạy đâu, con chó gác chạy đâu ạ?
cho khác ở đây đúng không? Ui, có giết được nó không vậy? Trời ơi. Ăn đồng đi. Ăn đồng cậu ơi. Đi, mục tiêu, đi. mục tiêu. Nhất là mình đi rừng nghe, còn Yali đi rừng nữa. Tôi nghĩ gì vậy? À, giết người nổ con rồng trông, trông đẹp. Giết thử đi. Giết thử đi nhá. Thôi thôi cậu ơi. Ôi, đúng quá cậu ơi. Tớ thấy cảnh này nó hơi quen quen. Sao? Chơi được, chơi được. 2v4 là có thật này, 2v4 là có thật này. 5 thì không biết nha. Mình câu thời gian cho bọn ăn giờ, Baron ấy, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Có mà ăn, mình xin ở đấy à? Không sao, ăn được mà, thì mình khỏe. Mình câu rồi bọn này, đấy, đấy, hai thằng trên map rồi kìa. Con bò lạc. Điện. Đằng sau kìa. Cái gì đằng sau đấy? Đằng sau kìa cậu ơi. Cái gì có gì đằng sau đâu? À con đấy. Này. Ôi thôi xong bố rồi. Ôi tôi bị dính đến quý. Con này không ăn Baron đi à? P. Mục tiêu. Tôi bảo rồi. Lỗi tớ. À. Bảo bố nó đến mà. Con chó này có cái quy to quá à? Đứt không hết được cái tầm. Thôi nhá. Thôi nó không đủ đam giết cậu đâu. Thôi nhá cậu ơi. Nhưng mà nếu mà cậu quy xịt như thế thì đủ đấy. Né. Ui, cắn mất nửa mình. Cắn mất nửa mình luôn à. Thôi không cho nó về được rồi. Win rồi. Anh em đánh phải có chiến thuật, có bài bản anh. Đấy, câu giờ để cho team win này. Đúng rồi. Win này. Cái pha đấy là chiến thuật đúng không? Đấy gọi là macro đúng không? Có biết macro không? Marco. Không biết. Ui, tớ lên chuỗi này cậu ơi. Vô này. Vinh danh cho chiến thuật của AD nhá. Được. Hay á.